Sáng ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng huyện Long Thành, Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải chở vào hạt điều trên quốc lộ 51 hướng từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Biên Hòa. Cụ thể vào 2 giờ 25 phút ngày 27 tháng 8, khi vừa qua vòng xoay dẫn lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tài xế xe tải phát hiện khói lửa bốc lên từ bánh xe phía sau. Ngay sau đó, tài xế tấp xe vào lề rồi dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Long Thành đã điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, một phần xe tải gồm bánh xe, kính lái cabin hư hỏng nặng. Bánh xe tải bị cháy khiến xe lật nghiêng, nhiều tấn vỏ hạt điều đổ ra đường. May mắn vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được cho là từ sự cố bánh xe gây cháy.